em chào tất cả các bác nhá. À, thế có clip của này lên bác thanh lý bác đôi quạt nhá. Đôi quạt, một con này con quạt bàn, một con lửng nhá. Con này thằng Toshiba, tổng Toshiba. Quay đi bạn cái làn này. Nghe tiếng Sony luôn. Đấy, tắt đi nhá. 1 2 3 4 5. Các bác con này tiếp năng nó cũng vô để về các bác ấy cho là tiếp năng nhá. Đấy, số má này. Đấy, tiếp năng đặt giảm lên xuống này. Đấy, Toshiba. Đấy, con này lồng inox nhá, và lồng inox mạ. Về các bác lấy cái máy ráp dưới ráp bác ráp lại tí để vệ sinh là sạch ngay mà. Đây cổ đây thân nhá, mượt mà cổ đẹp nhá, cánh nó đẹp, con này cánh đẹp đúng không anh, con này cánh ngon đấy, con này cánh ngon đấy, được chưa, bầu đẹp nhá. Đấy, cổ đẹp nhá, bán cho bác xá thợ đi. Đây chân đế này còn nguyên cả trong sốc này, dưới đáy này. Đấy con đẹp nhá. Đấy quả thứ nhất nhá, quả thứ hai nhá. Đấy con thứ hai, con này thì con này màu hường này, nhưng mà con này thế con này kẹt rồi, con này bán giá gọi là bán mỗi cái cánh cho bác thôi, thật sự bán là thế, bán cho bác cái cánh này, cánh hường thì thôi. Đây cổ này vẫn lành nhá, con này thì không chạy, con này có hãng Sanyo vậy. Đây cổ đây, bầu đây. Đấy, về các bác phải làm lại nhá, con này thì về các bác phải dọn vệ sinh thì con này mất lòng trước rồi, mất lòng trước. Đây Sanyo, đây Sanyo và như Sanyo, đây Sanyo này, thay mở tí nhá. Đây cánh hường, cánh chém nhá, xoắn này, được chưa, sàn như. Đấy hai con thì con này em bán với giá là con này là bằng đi 650 nhá, còn Toshiba 650. Đấy thì tại cái túp năng có vấn đề này bác sửa cái túp năng nhá, còn con này em bác nó lấy cái này nhá, bọn em bán độc cái bầu thôi, à xin bác đầu cánh không thôi, 250. Đấy bác lấy được thì bác liên hệ em nhá, 0983 329 755 hoặc 0825 853 853 em nhá. Thành lý đôi quả, cảm ơn các bác rất là nhiều, em chào các bác ạ, chúc các bác một ngày tốt lành.